Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách giao diện tiếp ha. Thì ở clip trước mình đã cắt giao diện được ở cái phần trang home này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ở đây các bạn sẽ Ctrl A ha. Sau đó các bạn copy cái code của mình. Đây thì các bạn cho format code đi ha. Đó. Để mình dễ nhìn đó các bạn. Khi các bạn format code để mình dễ nhìn, để mình dễ cắt giao diện hơn các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ ở đây mình cắt trang home trước nha các bạn. Cái này là cái trang layout nè. Cái này là layout nè, các bạn cut cái này đi ha, cut đi cho mình. Sau đó các bạn qua layout nè, các bạn bắt ra cho mình ha. Ở đây các bạn có trang layout của từ clip trước các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ refresh lại, các bạn refresh lại cho mình. Ở đây thì nó trắng trơn nè, tại trang home mình vừa mới cắt mà. Thì cái trang home á, bây giờ các bạn để ý nè, cái menu của các bạn, cái menu nè, bây giờ là cái phần menu nè, mình đóng lại ha. Cái menu là mình vẫn giữ nguyên các bạn ha. Mình sẽ, cái này là phần header nè, phần header nè ha, này là phần header. Rồi, header bottom thì nó sẽ là chứa cái menu của các bạn ha. Chứa cái menu. Header bottom menu. Phần các bạn xem coi, du lịch trong nước nè, cái phần này nè, cái này là phần menu nữa các bạn. UL. Ủa sao mỗi lần nó đóng là đóng hết ta? LI nè. Các bạn xem cho kỹ ha, để mình cắt cho kỹ ha. Đây. Thì tất cả các trang đều có menu hết các bạn. Header bottom. Cái này các bạn quay lại cái home controller nè. Mình sẽ trả về cái trang layout thử đi ha các bạn ha. Để mình xem lại cái giao diện các bạn. Trả về lại cái trang layout ha. View layout nè. Refresh. Rồi, bây giờ là mình sẽ cắt từ từ ha, cái phần này nè. Nay bây giờ mình thử mình phần deep nè. Bây giờ mình thử mình đóng lại ha các bạn. Đóng lại rồi, bây giờ mình sẽ ra lại mình refresh lại coi nó sẽ hiển thị cái gì ha. Đây, nó sẽ mất menu nè các bạn. Đây nó mất menu ha. Mất menu thì đây là phần menu nè. Rồi. CSS nó nằm dưới đây ha. Link CSS. Cái mấy cái phần CSS này á, các bạn cut đi cho mình ha. Mình để ở trên trên đây nè các bạn ha. Rồi, mình để CSS đây. Các bạn cut xong rồi các bạn refresh lại ha. Để coi nó chạy ổn cái giao diện mình hay không các bạn. Rồi, vẫn ổn là ok ha. Bây giờ đây là cái phần menu nè. Mình không tính tới ha. Cái này phần slider nè các bạn. Phần này phần slider nè. Phần này phần menu. Header bottom. Rồi. Vậy là nguyên cái này là cái phần header nè. Phần chứa menu và nó chứa gì các bạn? Chứa logo nè ha. Menu nè. Rồi. Bây giờ cái phần này phần slider nè. Mong phần này phần slider nè. Rồi, phần slider mình để nguyên các bạn. Phần slider này á thì mình sẽ cắt sau các bạn ha, mình sẽ cắt sau. Tại vì sao? Tại vì những cái trang con kia thì nó sẽ có slider hoặc là không có slider các bạn. Script style. Script này. Script. Rồi. Đây là cái phần tour nội địa. Tour nội địa là cái phần loại tour nè. Tour nội địa tour quốc tế nè. Đây. Đây nó là cái thanh này. Thì cái thanh này nó sẽ hiển thị ở tất cả các trang các bạn, bao gồm cho nhanh một trang gì đó ha. Tất cả các trang thì mình vẫn để nguyên. Cái này phần lọc nè, phần lọc tour thì mình vẫn để nguyên các bạn. Nó là một row riêng nè. Rồi, tiếp tục. Thì cái container nè, box list tour nè, top 30 nè. Thì cái phần này nè các bạn. Và cái phần này là phần bài viết nè. Top 30 luôn nè, top 30. Top 30. Rồi, những cái phần này nè, các bạn thử các bạn đóng lại xem ha. Đóng lại coi nó là cái phần nào ha. Đóng lại, rồi ok. Nó là phần tour nè các bạn. Đúng không? Nó là phần tour.
Đây mình gỡ ra lại ha, nó là phần tua nè. Đây là cái phần container đầu tiên này, các bạn đóng lại thử ha. Hình như là cái phần container đầu tiên nó là tua nó là tua nội địa các bạn ha, nó là tua nội địa. Vậy những cái phần này nó chỉ lặp đi lặp lại thôi các bạn ha, tua quốc tế nè, tua nội địa nè, đó nó chỉ lặp đi lặp lại thôi ha. Thì mình có quyền gì các bạn, mình có quyền là mình xóa đi, xóa bớt đi ha, rồi mình chừa lại một cái thôi, chừa lại một cái thôi ha. Còn cái top 15 này nè, hình như là nó phải chứa cái gì các bạn. Top 15 này thì mình sẽ ẩn nó thử đi ha, các bạn ẩn nó thử đi. Như nó là phần bài viết ở dưới đây các bạn. Đây, nó là phần này nè các bạn ha, nó phần dưới đây nè. Du lịch Bali quyết khách chọn địa điểm du lịch nào nè ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ những cái phần này mình để nguyên các bạn, mình chỉ copy cái khích cái hàng này thôi, mình chỉ khích cái này thôi. À, sau đó các bạn là view cho mình. Ở đây là các bạn gọi ha, view nè. Rồi, gọi là câu làm content ha, gọi nội dung. Rồi các bạn qua home là các bạn bắt ra đây ha. Rồi bây giờ các bạn thử refresh lại nè. Đó thì bây giờ những cái phần footer nè, quý khách chọn địa điểm nào mình giữ nguyên ha. Tại vì cái phần dưới này với cái phần trên này, từ cái phần lọc này cho tới cái phần menu nè, cũng như cái phần trên nè, thì là đây phần slider nè, thì tất cả các trang đều có đúng không. Thì bây giờ là mình gọi phần home, đây mình cắt ra trang home rồi ha. Thì bây giờ các bạn gọi nè, Faces nè, gọi lại ha, Faces vào gì các bạn, và Faces gọi home đúng không. Rồi thì bây giờ sau khi các bạn chỉnh cái này xong rồi thì bây giờ là mình sẽ là gì các bạn, trang home này bây giờ mình muốn là nó sẽ gì các bạn, nó có cái layout ha, nó có cái layout. Cái home này là cái giống như một cái component các bạn ha, nó giống như một component, một cái chức năng nhỏ thôi. Thì để mình gọi cái trang layout cho cái trang này á, ha, cho cái trang home này, thì các bạn sẽ là gì, extend, extend là mở rộng các bạn ha, extend cái này gọi là extend trang layout, đúng không? Extend trang layout. Rồi tại vì cái layout nằm ngoài nhé các bạn, đó ví dụ như các bạn bỏ layout vào, ví dụ như là bỏ layout vào cái folder layout thì các bạn phải vào folder layout ha. Rồi extend layout ở đây thì các bạn sẽ cho mình là end and thanks ha. À, ở đây các bạn bỏ cái end cho mình end thanks thôi ha. So, ở đây thì là section gì các bạn, section content, section là dịch ra là một phần các bạn ha. Rồi ở đây là mình sẽ là end gì, end section. Thì tại sao là ở đây là section các bạn, attend nè, attend có nghĩa là mở rộng layout, có nghĩa là cái trang này bây giờ mình đã có layout nè. Và cái section đây là cái phần content nè, đúng không các bạn? Đây là cái phần của họ, thằng home nè. Thì là ở đây là mình gọi nè, ở đây là mình gọi phần use content ha. Use content có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái phần nào mà nó mang cái gì, cái giá trị là content nè, thì mặc định nó sẽ gọi ngược về gì các bạn, về layout ha, nó sẽ đặt vào cái chỗ này. Thì coi như là cái chỗ này bây giờ là nó có gì các bạn, nó có những cái thành phần mà nó chứa section content nè các bạn ha, cũng như trang home nè. Đó bây giờ các bạn ra, các bạn được phép lại thử nè. Rồi ok nè, tôi đã sắp mà nó hiển thị rồi nè các bạn. Ok ha, bây giờ là mình đó, mình chỉ cần một tour vậy thôi các bạn. Tại vì sao mai mốt mình lập ha các bạn, tour đặc biệt là tour nội địa, đó chỉ là một cái vòng lập thôi ha. Rồi bây giờ tôi đã sắp nè, bây giờ mình chỉnh lại thử các bạn, mình chỉnh lại cái hình các bạn ha. Bây giờ mình chỉnh lại hình nè, mình chỉnh lại hình cho nó đẹp hơn các bạn. Set vào form end nè, sau đó là vào này nè. Rồi ok ha, mà refresh lại nè, đây mình có hình rồi các bạn ha. Đó, có hình một tour nè. Thì cái này là cái tour lập thôi các bạn, nó sẽ lập là bốn cột, nó sẽ lập bốn cột ha, nó sẽ lập một tour nè chứa bốn cột trong Bootstrap nè. Thì các bạn bỏ đi, chỉ lấy một rồi sau đó các bạn copy nè, copy cho nó giống ha, khoảng 2-3 tour thôi, nhìn cho nó đẹp thôi các bạn. Sau này mình thêm sản phẩm á ha, thêm tour thêm sản phẩm thì mình dùng vòng lặp mình lấy ra thôi, có bao nhiêu tour, bao nhiêu tạng sản phẩm thuộc thuộc gì, thuộc cái danh mục tour giá sóc á,
thì nó sẽ tự động nó lấy ra cho mình thôi các bạn ha. Đó, coi như mình xong cái trang home nè. Chọn địa điểm quý khách du lịch, địa điểm nào nè, thì các bạn có quyền là bây giờ là các bạn rồi mình quay lại phần layout nè các bạn. Ở đây thì cẩm nang du lịch nè, cái này thì các bạn có thể là mình share cho các bạn á, thì nó sẽ có hình ảnh ở trong cái thư mục InMail rồi các bạn ha. Bây giờ các bạn chỉ việc chỉnh lại cái phần này thôi, phần chỗ này hiển thị ảnh thôi các bạn ha, không thôi thì trong quá trình mình làm thì mình chỉnh lại sau cũng được. Cẩm nang du lịch nè, giờ ví dụ như là mình chỉnh lại ảnh là các bạn vẫn để đường dẫn này ha. Rồi, set. Ở đây là mình vào comment đúng không? Tại clip, cái clip mà cắt giao diện đó, mình đã hướng dẫn cho bạn là không end và mọi thứ thì nó sẽ nằm ở hình ảnh ha, trong thư mục hình ảnh. Rồi các bạn cứ việc mà chỉnh như vậy cho mình ha. Đó, nó hiển thị nè. Quý khách chọn địa điểm du lịch nào thì mình sẽ tương tự, nó sẽ nằm ở trên trên đây nè, cái box 15 nè các bạn ha. Những cái phần không cần thiết thì các bạn có quyền bỏ đi ha. Đó. Rồi, ví dụ như tôi du lịch Thái Lan nè, giờ mình chỉnh lại tạm một cái ảnh ha các bạn. Rồi, các bạn cứ thế mà các bạn chỉnh thôi ha. Rồi, ở đây là set nè, và con em nè, sẽ lấy gì các bạn, sẽ lấy vào hình ảnh nè đúng không, vào con em lấy hình ảnh nè, bất tích nè, con em nè, đó ảnh nè, kết lại đây nè các bạn, tôi Thái Lan nè, tôi châu Âu, tôi Hàn Quốc nè. Đây, nãy mình đã chỉnh lại hình ảnh rồi các bạn. Đó, chỉnh lại hình ảnh rồi ha. Thì những cái phần nào mà thiếu hình ảnh thì các bạn cứ chỉnh lại cho mình ha. Rồi, ok nè, ok xong trang home nè. Bây giờ mình cần một cái trang danh mục các bạn. Bây giờ là một cái trang danh mục. Đây, trang tour nè các bạn. Trang tour ha. Thì trang tour mặc định bây giờ nó giống trang home các bạn. Nào, nó giống trang home thì các bạn chỉ việc là copy nè. Copy chữ home ha, bát ra cho mình. Rồi, cũng là view content luôn các bạn ha. Rồi, bây giờ các bạn vào phần web nè. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình gì các bạn? Get home control. Các bạn có thể là tạo một cái, thêm một cái sẽ tạo thêm một cái controller nữa ha, không thôi các bạn sử dụng một cái home controller cũng được, bạn tư sinh nè, controller nè, tour nè ha, tour controller đi đó. Ví dụ như các bạn có thể tạo thêm một cái controller nữa, không thôi mình sử dụng home controller cũng được các bạn. Ở đây là mình sẽ để là tour nè, rồi đây mình sẽ để là tour và sẹt cái gì các bạn, cái tên tour các bạn, cái slug tour. Thì cái slug này là sao các bạn ha, cái slug này là sao, thì ví dụ như là nó cho nó chuẩn SEO các bạn, ví dụ như là tour nè đúng không, sau này là tour nè, tour và cái slug ví dụ như là du lịch nội địa đi ha. Đó, đây là cái slug nè, đó thì nó sẽ dựa vào cái slug này mà nó gì các bạn, nó lấy ra những cái tour du lịch nội địa các bạn ha, ví dụ như du lịch quốc tế nè, đó thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Đó, nó sẽ đẹp hơn ha, ví dụ như sau này các bạn có thể là chỗ thêm cái IP vô nữa, ví dụ như IP là 456 ha. Đây là nó bao gồm ba cái tiền tố các bạn ha, gồm ba cái tiền tố đó. Không thôi các bạn đi như vậy, cái này cái slug ha, cho nó đẹp các bạn, cho nó đẹp cái đường dẫn ha. Rồi thì bây giờ là mình slug nè, mình sử dụng tour nè, và cái gì, cái route của mình là tour các bạn, cái route là định danh các bạn ha, cái route định danh. Thì tại sao mình có cái name này các bạn, thì ví dụ như là sau này các bạn ghi như vậy đó, nó có nhiều cái hậu tố như thế này nè, hậu tố như thế này. Sau này nó có cả chục cái đường dẫn như thế này, rồi sau nó móc thêm cái ví dụ như là tour là bằng 45 rồi giá tour ví dụ như vậy ha, nó móc dài như thế này. Thì các bạn ví dụ như các bạn ghi bình thường thì các bạn không thể ghi dài như thế này được, thì các bạn cho nó một cái name định danh ha, thì name đó các bạn sau này các bạn ghi giá trị của đường dẫn, các bạn chỉ cần route, ghi là route tour thôi. À, thì nó sẽ tự hiểu là nó thuộc cái đường dẫn này
ha, cái này là cái tên định danh của nó. Còn không thôi các bạn sẽ ghi như thế này UL, ví dụ như các bạn không có ghi cái name này ha, thì các bạn bắt buộc các bạn phải ghi nguyên một cái chuỗi dài như thế này đó, thì nó mới hiểu được là cái rau đó ha, nó mới hiểu được cái rau đó đó. Đây là cái tua nè. Rồi ok, tôi lắc thôi ha. Rồi các bạn quay lại home nè, copy ra một cái tua. Rồi ở đây mình có gì các bạn, có cái biến ha, cái parameter các bạn, cái tham số là select để nó lấy ra ha, nó so sánh với cơ sở liệu và nó lấy ra những cái tour tương ứng với du lịch nội địa này, du lịch quốc tế ha, nó ví dụ vậy. Rồi ở đây là cái trang của mình là gì các bạn, trang của mình là trang tour đúng không, Paces tour nè, vào gì các bạn, vào qua đồ Paces nè, lấy ra cái trang tour. Ok ha. Rồi ok, bây giờ các bạn quay lại cho mình cái trang home đi, các bạn mở cái trang home cho mình. Thì mình giả dụ như là cái đường dẫn đi, thay vì cái đường dẫn cái tour đầu tiên đi ha, ví dụ như là đây. Rồi cái tour đầu tiên nè, cái đường dẫn nè, tour là tour Quy Nhơn nè đúng không, chấm html gì đó. Đây các bạn đổi từ từ cho mình ha. Rồi hf nè, route nè, route ha, tour nè. Rồi rồi ok ha, tour này á nó sẽ kèm theo cái slug đúng không, nó kèm theo một cái slug này, một cái tham số. Thì các bạn chỉ việc là rồi cái tham số này á, một tham số, thì tham số này ví dụ như là sau này các bạn ví dụ lấy ra thì tua nè đúng không, biến tua nó xịt gì các bạn, xịt select ví dụ vậy. Thì cái này là khi mà các bạn code rồi ha, có dữ liệu trong cơ sở liệu rồi thì các bạn ghi như vậy được. Thì bây giờ mình fit cứng, mình chưa có thì mình fit cứng thôi. Ví dụ tua này, tua du lịch nội địa đi ha. Rồi du lịch nội địa, rồi tương tự với những cái khác thì các bạn chỉ việc là bắt ra thôi. Rồi nào có đường dẫn thì các bạn bắt ra cho mình ha. Ok nè, bây giờ mình sẽ refresh lại thử ha. À, bây giờ mình là trang home nè, trang chuẩn bài ha. Rồi đây, rồi bây giờ mình chỉnh lại đường dẫn rồi, bây giờ là các bạn click vào nè đó, nó chạy qua cái trang tour nữa bạn, trang này trang tour nè. Bây giờ là mình để phân biệt cái trang tour á, bây giờ là hình ảnh nè, hình ảnh tour giá sóc đúng không, tour giá sóc rồi, đây tour giá sóc đây đúng không, tour giá sóc. Mình ghi thử cái tự chữ danh mục đi các bạn ha, và rồi danh mục tour giá sóc, rồi để cho nó phân biệt rõ ràng ha. Đây nè, danh mục tour shop nè, coi như là đã qua trang tour nè các bạn. Ok ha. Rồi trang tour nó chỉ có một cái cụm này thôi ha, nó một cái cụm này thôi, còn bao nhiêu từ footer trở xuống nè và từ cái slider trở lên nè là thuộc của thằng layout đúng không. Rồi thì bây giờ các bạn tại cái trang 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 tour thì nó giống trang home thôi ha, nó giống trang home, thì các bạn chỉ việc bốn cột nè. Rồi bỏ bốn cột đi, qua trang home nè, bây giờ mình lấy bốn cột copy qua ha, để cho nó có đường dẫn luôn các bạn ha, để cho nó có đường dẫn luôn. Rồi bây giờ nè, xem chi tiết nè, à quên nữa, click vào là cái trang chi tiết các bạn, chứ không phải là cái trang danh mục. À, danh mục nó nằm ở trên đây, nó nằm ở trên menu. Sorry các bạn ha. Rồi không sao cả, bây giờ mình qua mở layout lên các bạn. Mình quay lại cái phần này nè, các bạn search cho mình control F ha, các bạn search cho mình chữ này. Đó. Đây. Đây là cái menu của gì các bạn? Của mobile ha, menu của mobile. Và bây giờ là mình lập trình trên trên laptop ha, hoặc là trên PC thì các bạn tạm thời các bạn ghi cho mình nào. Bạn xóa đi. Bạn coi kỹ ha, cái này là phần home đúng không? Đây là phần home nè. Thì các bạn chỉ việc ghi cho mình là rau, rau trang này là trang gì ta, rau cái này là home đúng không. Rồi ok, trang chủ. Rồi bây giờ những cái phần khác, ví dụ như những cái ở đây là mình có một danh mục nè, những cái danh mục này là đều lặp lại thôi ha, không khác gì cả. Bây giờ mình xóa bớt đi các bạn, mình chừa hai cái những cái danh mục cuối nè. Bây giờ mình xóa bớt đi, xóa bớt quy lợi ha, tại vì nó cũng giống nhau thôi các bạn.
Sau này mình dùng vòng lặp mà mình lấy ra danh mục ha. Đây, tôi trong nước nè. Rồi, dịch vụ thuê xe rồi. Mình tạm thời mình để ba cái này thôi ha các bạn. Du lịch trong nước thì cái này cũng là cái lời nó lặp đi lặp lại của phần danh mục thôi. Các bạn không cần phải điền hết đâu ha. Các bạn xóa bớt đi cho mình. Các bạn chỉ để lại cho mình là một hai cái tượng trưng thôi. Để làm một cái cũng được ha, du lịch các bà đi. Rồi ở cái này á, thì các bạn đổi là tour cho mình, rau là tour đúng không, tour bài các bạn, nó mang cái tham số là slug đúng không. Tour du lịch nội địa đi. Rồi ok, rồi cái này cũng tương tự các bạn ha, sau này thì mình có slug rồi mình đổi sao đúng gì ha, hết ha. Ừ, nào, ngoài nào. Rồi ok, còn những cái này ví dụ như dịch vụ mình chưa có nè thì phải tạm thời để dấu thăng đi các bạn. Cái này là một trang, sau này thì mình sẽ cốt thêm một trang ha. Giới thiệu thì nó cũng chưa có thì mình tạm thời các bạn chỉnh lại cho mình dấu thăng. Rồi bây giờ mình sẽ refresh nè. Rồi du lịch Hòn Thơm Cát Bà nè, các bạn click vào nè, đó nó chuyển qua tour du lịch nội địa ha. Đây coi như là cái đường dẫn là ok nè các bạn. Rồi du lịch trong nước, các bạn click vào du lịch trong nước này. À danh mục chính thì nó sẽ không không click được các bạn. Dịch vụ danh mục chính nội địa hotspot cloud active được nè ha, được các bạn.